Nãy tôi định nói rằng là một lựa chọn Kelly rất là khôn ngoan, có hai ý, một là tước đi một lựa chọn mạnh trong tay của Prince, có thêm một lựa chọn thuận tay dành cho Teddy, và cái thứ hai là với việc là con Rheta Glass là sự lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía của Lisa Vogue thì họ sẽ không thể nào mà block được cái lựa chọn Karma của Hoi. Karma và Kelly là một cặp đôi rất mạnh ở khu vực đường dưới, ở cả khoản đẩy đường cũng như là khoản bào rỡ những lượng giáp trụ đầu tiên, và đây chắc chắn sẽ là một cái ván đấu mà Teddy và Hoi muốn tăng tối đa khả năng đẩy đường và cấu máu ở trong giai đoạn đầu với sải tay dài hơn. Và bên phía của Lixabox, như bạn đang được chứng kiến cặp trận thứ hai sẽ là cái cuộc đối đầu rất là đáng để có thể theo dõi, và cuộc đối đầu tâm điểm của ngày hôm nay. Đội tuyển vẫn đang bất bại tại LCK, đó chính là bên phía của T1. Đối thủ của họ cũng là một đội hình đang rất là mạnh mẽ, Nong Shin Redford, thì có thể thấy như một ngày đang rất là sôi động dành cho những bạn khán giả, đặc biệt là đang có mặt tại LCK tiếng Việt. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ dành cho chúng tôi. Đừng quên để lại like và subscribe cho kênh phát sóng của FCK Tiếng Việt để không bỏ lỡ bất cứ một cặp trận hấp dẫn nào. Nên nhớ rằng chúng ta còn một cặp trận sau cặp trận với KDF và Lissabox. Croco sẽ về được thôi, với khả năng hỗ trợ đến từ Closer, một tình huống fake bấm B về nhà rất hay đến từ Fake khi mà anh ta giấu tầm nhìn của mình, không cho bên phía bên kia có thông tin rằng con Talia của Fake đang ở đâu. Cuối cùng ta ở lại và gây sức ép với một cái mặt đất dậy sóng và ép luôn tốc biến của Croco. Croco mới chỉ 5 mà thôi, Phép vẫn đang cố gắng dấn lên. Closer phi hồ hôn gió của anh ta trượt rồi. Croco gặp nguy hiểm, máu của anh ta quá thấp. Bên này thì sao đây? Có cứu cánh nhưng cũng không thể cứu được vị trí của Croco. Closer cũng đã thấp máu và anh ta bắt buộc phải lùi về, không thể gây áp lực thêm với phi hồ nữa. Và điểm chiến công đầu dành cho KDF ở phút thứ 7. KPI đến từ Teddy và Hoi mà chúng ta đặt ra ở trong giai đoạn cấm và chọn có vẻ như là họ sẽ thực hiện nó một cách hơi khó khăn, hoặc là Elim cần phải chạy lên cánh trên để kiểm soát con sứ giả đầu tiên của ván đấu. Nhưng Lipsabox đã đi trước một bước, họ đang ăn sứ giả với khả năng để đường tốt hơn đến từ Dove, cũng như là cái khả năng dọn dẹp lính của Closer đã tiến bộ hơn rất là nhiều, cũng đã tác động tốt hơn rất là nhiều so với lại Fate ở trong những khu giây ban đầu rồi. Còn đây vẫn là áp lực đến từ Teddy và Hoi. Nova kết hợp với Team Mancha, chúng vui có lứa 90, chúng luôn. Prince anh ta ăn một đòn đánh thương nội tại đến từ Teddy, nhưng Teddy băng trụ và anh ta phải mất tốc biến để có thể lui về. Prince mất hồi máu, KL đã phải đầu tư tốc biến để bảo hộ dành cho trả thủ của mình. Cánh trên có vẻ như là một cái điểm mà nó không quá là nóng bỏng kéo thi đấu này, khi mà cả Do cũng như là Kin tập trung vào farm, có người ở đây để có thể gây sức ép và Đô chuẩn bị gặp nguy hiểm. Anh ta có thể dính Bolabang trong tình huống này. Bolabang đã quăng ra đến từ Kin và ép luôn tốc biến của Đô. Chưa đủ sát thương. Cái giày thủy ngân đến từ Đô cũng đã phát huy được cái hiệu quả ở trong cái tình huống xử lý vừa rồi. Nhưng lượng máu của ta đang hơi thấp. Roko di chuyển lên khu vực đường trên cấp độ 7 mà thôi. Phía bên kia thì cấp độ 9, nhưng Kin đang cực kỳ thấp máu, cần có sự cựu hỗ trợ đến từ Crozer nữa. Elim cũng đang có mặt ở phía sau, không chạy được rồi. Và như vậy Elim quyết định là hy sinh Kin ở trong cái pha thi đấu này. Điểm hạ gục đó thuộc về cho Roko. Bộ đôi đường dưới của KDF sẽ không thể thực hiện được nó. Và bây giờ thì họ vẫn chưa có thêm bất cứ một stack trụ nào cả. Prince đơn giản là sử dụng cho mình nhanh như điện thoát qua tường. Sát thương đầu ra đến từ bộ đôi bên phía của KDF là tương đối tốt. Nào, quang địa chấn, Bolabang trong sát thương cũng như là hiệu ứng quá khít đến từ KDF. Và với một con Na ở dạng tí nị không còn tốc biến nữa thì Dove anh ta không có cách để có thể thoát thân trong pha thiếu vừa rồi. Và anh ta có một cú quang địa chấn chuẩn xác để tiễn Dove lên bảng đếm số lần đầu tiên trong ván đấu. 2-1 dành cho KDF, họ vẫn đang là đội dẫn tiền. Nhưng bây giờ là khoảng thời điểm mà bắt buộc Teddy và Hoi, kể cả là họ chưa có được cho mình trụ bộ ở khu vực đường dưới, vẫn phải đẩy ra khu vực đường giữa để tăng cường khả năng đẩy đường cũng như là gây sức ép vào công trình. Dòng 2 chuẩn bị được sinh ra. Những người làm tốt hơn ở khoản kiểm soát đang là các team bên phía của Lissabox, nhưng mắt là đủ đến từ KDF để họ thiết lập một tình huống đánh nhau. Dòng ăn rất nhanh từ Lissabox, nhưng đổi lại thì sao? KDF có hơn nửa cây máu của cái chủ thứ nhất nào ở đường giữa. Tình huống đánh nhau, Croco mất hơn nửa cây rồi. Elim có một pha gây sức ép để đẩy lui thành công Closer. Vẫn đang là sức ép vào chủ bộ khu vực đường giữa đến từ các team bên phía của KDF, sải tay rất dài đến từ Teddy và đã thành công trong việc bóc tách công trình rồi. Ở trên toàn bản đồ, với việc di chuyển tập trung đội hình của mình ra khu vực đường giữa để có thể bốc dở đi cho mình, đó là cái dàn công trình này. Elim đã có cơ hội để có thể tấn công vào KL, đó cũng bắt tay khá là tốt. Roko tả xung hữu đồ, một đúng xử lý khá là ổn dành cho đội hình đến từ bên phía của Lipsamok. Teddy đã bị hạ gục, có cú cánh nhưng hết cú cánh thì cũng là một điểm hạ gục đáp trả dành cho bên phía của Quang Đầu. Cái điểm sáng đến từ bên phía của Canofit đó chính là con Talia này của Fate. Nãy giờ chúng ta có thể thấy những cái tình huống quăng địa chấn của anh ta đều có cái độ chuẩn xác cao, và nó tạo ra được một cái lượng sát thương khi mà kết hợp cùng với một cái tấm thảm bất ổn đến từ Fate nữa. Thời điểm này thì anh ta cũng đã có được rất là nhiều món trang bị,
một món trang bị rưỡi và chuẩn bị hoàn thành được cái quyền trượng đại thiên sứ. Thì đây xem trong những cái nguồn sức mạnh phép thuật rất là chất lượng mà đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Freak họ sở hữu. Khả năng kiểm soát bản đồ ở trong cái dịp này đến từ bên phía của Quang Đông cũng tương đối là tốt nữa. Họ đang sở hữu được châm rõ con sứ giả thứ hai của ván thi đấu và Leaf Sandbox cũng chấp nhận buông bỏ trụ thứ nhất ở khu vực đỉnh dưới đang hơi thấp máu và đó sẽ mục tiêu mà Closer muốn hướng tới. Có vẻ như là Closer ở trong cái kèo thi đấu giữa Ari và Talia đang thực sự rất là lép vế trước Fate. Cái khả năng can thiệp sang hai đường cánh tới từ đường giữa bên phía KDF là tốt hơn rất rất nhiều so với những gì mà Closer anh ta đem lại với con Ari ở trong ván đấu này. Nhưng Ari của Closer đang một mình một ngựa ở cánh dưới, anh ta sẽ có được cái trụ một này mà thôi. Nhưng bù lại thì sao, sứ giả khen nước hút vào trụ hai, đốt bắt buộc phải lùi về quang đại trấn lại trúng rồi và đâu bắt buộc phải mất cho mình tốc biến. Đây sẽ là một mạch hai trụ đường trên dành cho bên phía KDF một cách vô cùng đơn giản. Na của Dove đang có một lượng đồ tương đối là tốt, nhưng vừa rồi là bô la băng hàn hụt đến từ Kin, mất một chiêu cuối quan trọng đến từ KDF trong một tình huống giao tranh then chốt ở khu vực hàng rồng. Elim vào rồng trước, anh ta bị rồng nhổ một phát mất khá nhiều máu. Anh phát bay trùng đến từ Teddy, Teddy không còn năng lượng nữa và đây là tình huống dồn tất cả mọi thứ vào phết. Chiêu cuối tốt đến từ vị trí của Na khổng lồ. Dove anh ta là quá tốt và phết anh ta gần như là bốc hơi trong pha thi đấu vừa rồi, và Elim sẽ là mạng tiếp theo nằm xuống trong phần đội hình bên phía của KDF để hoàn thành quét hai người chàng Lisa Bốc đang muốn có hơn. Họ đang tìm kiếm những cái mạng hào hứng tiếp theo của mình. Kama đến từ Ho đang đi lạc rồi và anh ta đang đi về phía đội hình bên phía của Lisa Bốc. Góc này thì Teddy bắn trong tuyệt vọng, anh ta có một mạng, Teddy gỡ gạc lại một mạng dành cho những người đồng đội của mình và Teddy có thể lùi về được, nhưng Ho thì không may mắn đến như vậy. Bốn đều dành cho cả hai bên, nhưng rõ ràng đó là một pha giao tranh lợi thế hơn dành cho Lisa Bốc. Và phết chết thì đồng nghĩa với việc sát thương thiếu hụt đến từ KDF. Họ có quá nhiều thứ lấn cấn trong pha điếu vừa rồi, và lại thêm một lần nữa vì lao thẳng vào với tả xung hướng đội mục tiêu là Teddy. Teddy không có tốc biến nữa nhưng anh ta hit đang rất tốt và phết là người có mạng. Đây là pha phản công đến từ KDF, có luôn mặt đất dậy sóng để chặn đường về phết đóng đồng hồ câu giờ đốp. Anh ta cố cứu cánh nhưng không cứu được khi không có thành viên nào đến từ bên phía KDF thấp máu cả. Và hai điểm hạ gục trả ngược trở lại dành cho Teddy cùng đồng đội, và đây liệu có phải là pha ép Baron hay không? Người không có gì phải ngại cả. Ăn thẳng Baron đến từ bên phía KDF, dịch chuyển ngược trở lại đến từ ai, đến từ Closer. Closer còn Fio, còn tốc biến, và liệu anh ta có thể làm được gì hay không? Đến quang điện sẽ không trùng đến từ Fate. Fio đã được tung ra đến từ Closer, hợp chân loạn tốt. Closer có mạng đến từ Fate rồi, nhưng Closer đang bị bắn bởi Teddy. Hoi gặp nguy hiểm, Hoi dính băng diện, Hoi dính hôn gió, và Hoi sẽ lên bảng điểm số double cho Closer. Và Leap Subbox phòng ngự thành công với tình huống ăn Baron vừa rồi đến từ KDF. Đội hình đến từ bên phía của Leap Subbox vẫn đủ nguồn nhân lực cũng như cái lượng tài nguyên để có thể phản ứng ngược trở lại những chiêu cuối như là phi hồ, hợp chất điên loạn, và chưa kể đó là cái chiêu cuối đến từ Green nữa vẫn đang sẵn sàng. Green đang tăng tiến sức mạnh ổn với cái đây 105 của một con Jerry. Bên phía bên kia thì Daddy cũng có đồ với Kathleen. Ari đã là 302 đến từ Closer rồi. Mặc dù đoạn đầu thì Closer có vẻ như là khá im hơi lặng tiếng, nhưng bây giờ là khoảng thời điểm anh đã lên tiếng cùng với lại vì trong tay của Croco không thể nào trốn thoát được với combo tả sư vũ đột cũng như là hôn gió. Một combo gần như là nó sẽ bắt chết một mục tiêu bất kỳ đến từ bên phía của KDF. Và nếu như có được nó thì sẽ là con rồng thứ ba để chạm ngưỡng ba rồng rất gần với linh hồn rồng nước dành cho bên phía của Lissabox. Nhưng Dove đang ở một cái lượng lộ không tốt, một là băng quăng chuẩn đến từ Kin nhưng ở một khoảng cách rất xa phi hồ cũng như là hôn gió đến từ Closer không chuẩn xác rồi. Rồng thuộc về bên phía của Quang Đông Freak nhưng Kin bị giữ chân lại, cả dính rất nhiều hiệu ứng cũng như kỹ năng của đối phương lao theo đến từ Croco muốn hạ gục đối phương. Chiêu cuối tốt đến từ vị trí của Croco lại nhắm vào Teddy, và Teddy không được chơi game. Prince bắn hết trong tình huống này, hai điểm hạ gục dành cho thành viên bên phía của Lissabox lại nhanh như điện qua tường rồi. Prince không dính quang địa chấn, phép gặp nguy hiểm. Tình huống hôn gió không chuẩn đến từ Closer, Hoi vẫn đang bị truy đuổi. Phép bị làm chậm rồi, Na khổng lồ chuẩn bị có đến từ vị trí của đồ quang địa chấn đẩy vị trí của đồ ra. Có vẻ như KDF sẽ lùi về được ở vị trí của Phép, nhưng Hoi thì đã phải lấy bảng đếm số. Elim đang cố gắng cover cho đồng đội và quyết định đến từ Lissabox. Như vậy đã là đủ rồi, 3 điểm hạ gục và họ có thứ mình muốn. Không, chính xác hơn là họ đang muốn có được cho mình con Baron sau tình huống bước dòng vừa rồi. Chính xác là như vậy, mặc dù đang sở hữu 3 con rồng nguyên tố nhưng bằng những cái nỗ lực mở giao tranh phải nói cực kỳ quyết đoán và gần như là không có lối thoát cho cái pha mở giao tranh vừa rồi. Roko sử dụng cái kỹ năng Q của mình để có thể áp sát và anh ta nhắm thẳng chiêu cuối vào người của Teddy. Một phép bổ trợ của tốc biến của Teddy gia tăng thêm khoảng cách nhưng anh ta vẫn bị follow up theo. Tạ xưng hữu đột của Croco tiếp cận Teddy. Và khi Teddy anh ta không được chơi game thì rõ ràng là ưu thế quá lớn dành cho Lissabox. Prince thoải mái bắn, anh ta cứ nhanh như điện qua tường để tiếp cận các core hero, các thành viên quan trọng đến từ bên phía của KDF mà thôi. Nhưng đây là pha bắt lẻ tốt đến từ bên phía của Quang Đông, thì họ có bola băng và ngay lập tức khiến cho Closer phải lấy bảng điểm số.
shutdown thành công được Ari dành cho KDF. Và nên nhớ rằng những cái áp lực dành cho Teddy ở ván đấu này cũng là khá nhiều với Na khổng lồ của Đô, với tả sung hố đột từ nãy đến giờ đến từ vị trí của Croco. Mỗi khi có cơ hội thì V của Croco luôn nhắm tới xạ thủ của đối phương trong mối tình của anh ta nhấn chiêu cuối. Ở khi chiêu cuối của Croco trúng cái khoảng thời gian Teddy anh ta bay trên không, với việc là bị nhấc lên bởi cái cú chiêu cuối đó của Croco, nó sẽ tạo ra với khoảng trống thật sự rất là mênh mông để cho Prince xả sát thương, cũng như là cái khả năng áp sát đến từ một con Ari xanh sao đến từ vị trí của Closer nữa. Với những người đồng đội của mình, với khả năng gây sức ép ở khu vực hàng Baron đến từ KDF, nhưng cũng chỉ làm những cái động thái chỉ dám phá mắt và cắm mắt ngược trở lại đến từ KDF. Và Croco đang có một đường vòng rất xa và anh ta đang muốn nhắm vào Teddy. Teddy gặp nguy hiểm rồi, đứng trong cái bụi đó, quá nguy hiểm đến từ Teddy, và anh ta lại không được chơi game. Teddy biến mất khỏi bản đồ khi vẫn còn tốc biến nhưng không kịp sử dụng, và đây là hủy diệt đến từ Lisa Bob. Triple kill hay không đây, đã có double dành cho Croco rồi. Closer thì sao đây, cầu đi cầu về tốt, nhắm vào Hoi. Hoi sẽ là nhân tiếp theo nằm xuống, anh ta mất tốc biến rồi. Elim thì sao đây, Elim không còn tốc biến nữa, Croco đang truy đuổi. Nhưng có vẻ như là bên phía Lisa Bob không quan tâm, họ muốn có chiến thắng. Ba thành viên đẩy vào khu vực đứng giữa, Renata Clash trong tay của Kael góp mặt cùng những người đồng đội của mình. Croco sẽ không cho Elim về trong tình huống này khi liên tục truy đuổi vào người chơi đi rừng của đối phương. Còn ở nhà chính của KDF thì sẽ chiến thắng ở ván đấu đầu tiên dành cho Lisa Bob. Chúng ta đã nói đến thời đại công nghệ khi mà súng ống lên ngôi, nhưng võ công nguyên thủy đến từ Croco mới là phát huy được cái yếu tố quan trọng nhất, và đặc biệt là cách mà anh ta giữ vị trí kìa. Anh ta chạy thẳng vào khu vực rừng mạng phải, di chuyển qua trước khi mà cái đợt lính nó chạm mặt anh ta nữa, và đó không có bất kỳ một cái tầm nhìn nào cả. Đánh Vi mà dạo cảm giác như là đánh những cái con tướng thuộc ẩn nấp giống như ninja vậy. Lập Lăng là một mẫu chất tướng có khả năng làm điều đó, làm mềm, làm yếu máu đối phương và tìm ra một vài phương án để có thể dứt điểm. Một đội hình không có chống chịu đến từ bên phía của Quang Đông Fritz quá nhiều, nhưng họ bùng nổ sát thương với Găng Lăng ở khu vực trên. Và lần này chúng ta đang thấy một con Sejuani được khóa vào dành cho Dove đối đầu cùng với Găng Lăng. Tôi nghĩ đây là một cái kèo mà không khó dành cho Kim đâu, bởi vì về mặt bản chất tướng thì có bổ sung vitamin để có thể giải đi phần đó là cái hiệu khống chế đến từ Sejuani, thì là một trong những cái phương án tốt nhất dành cho khu vực đường trên đến từ Kim rồi. Và qua một chút về cái cơ hội đến từ KDF thì đúng như anh Linh nói, thì họ cũng sẽ đặt mục tiêu là vào playoff ở trong giải mùa hè này, và xa hơn là một cái tấm vé đến với chung kết thế giới 2022. Nhưng mà câu chuyện nó rất là xa vời khi mà chúng ta mới chỉ ở trận đấu đầu tiên thôi. Thậm chí là KDF đang gặp khó trước Lissabok, và để xem vào đấu thứ hai này sẽ diễn ra như thế nào giữa Quang Đông Freaks cũng như là bên phía của Lissabok. Nhiều đấu thứ hai giữa hai đội chuẩn bị được bắt đầu. Và các bạn trên kênh sóng của LCK tiếng Việt thì cũng đừng quên để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng cũng như là bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport. Và trong cái pha lộ diện ở khu vực rừng trên vừa qua thì Croco cũng đã bị phát hiện ra thông tin là anh ta đang bị farm thua so với Elim. Tiếp tục là tình huống chạy cối, nhưng có lãnh thổ xương đen đến từ Elim để có thể can thiệp và giải quyết đi cái áp lực dành cho Kin. Một tình huống đặc thù khá là tốt, va chạm khá là tốt nữa dành cho Elim. Còn một chấm máu đến từ Croco mà thôi. Ai sẽ là người có được cho mình đó điểm hòa cuộc chiến công đầu tiên, bổ sung vitamin giúp cho Kin outplay được Croco trong cái tình huống xử lý đó, và hai điểm hạ gục trong tình huống tấn công tiếp theo của Elim. Nhưng Elim cũng có những cái động thái rất là khó chịu. Anh ta hiểu được rằng là đồng đội của mình đang không có tốc biến và bị quan tâm, liên tục lượn lờ ở cánh trên. Và đây sẽ là tình huống kiểm soát cua thành công đến từ Elim với cú trừng phạt cũng là băng, quặc trúng vào người của Elim không có tốc biến nữa. Elim chưa 6, vẫn đang bị truy đuổi, cọc băng khá khó chịu đến từ Croco, và nhiều khả năng Elim sẽ phải lên bảng điểm số. Sát thương khá lớn nhưng đó là mưa đại bác để có thể cover Elim. Elim vẫn bị làm choáng vào điểm trên cầu, thuộc về vị trí của đồ. Một mạng gỡ gạc dành cho bên phía của Lissabok. Còn ở cánh dưới thì là một pha PK rất gắt đến từ Teddy cũng như là Prince. Teddy đang muốn ôn đi với đối phương trong pha này. Prince tốc biến trước, Teddy tốc biến sau. Và đó là một pha mà không ai phải lấy bảng điểm số tới từ hai xạ thủ. Khá khó chịu, mặc dù là vừa lại bác nhưng mà cũng không thể thoát được cọc băng của Croco. Và đây lại là thêm pha cọc băng nữa đến từ Croco, và sát thương trồng vào đến từ Closer. Cầu đi cầu về, phết còn một chút máu thôi, nhưng anh ta có biến ảnh và nội tại của Lập Lăng để có thể lùi về. Phết thấp máu rồi, nhưng ở bên phía kia thì Closer không còn năng lượng nữa. Elim đang tay đôi nhưng không, chỉ là một tình huống mà anh ta ăn được sứ giả khai đứt, sau đó là cố gắng sử dụng tuyệt mệnh để lùi về nhưng không còn tốc biến nữa thì hơi khó, và mạng được nhường dành cho Prince đến từ bên phía của Lissabok. Pha tấn công đến từ Lissabok có hơi chật nhịp. Kael thì móc vào Hoi, còn ngược lại đây, và bóc tiếp tục là chính xác đến từ vị trí của Kael, và đó là bản năng sát thủ đổ bóng đến từ vị trí của Prince, và đủ sát thương với tình huống tấn công đến từ Croco ở trong pha trước đó.
với điểm hạ gục thứ ba dành cho bên phía của Lee Sam-hook, một pha tấn công cực kỳ chớp nhoáng đến từ bộ ba bên phía của Lee Sam-hook. Và với ưu thế về người, đây sẽ là tình huống kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu dành cho Lee Sam-hook. KDF không thể ra được. Elim chỉ đơn thương độc mã thì anh ta không có quyền để có thể ra tranh cướp con rồng này. Và rộng đầu dành cho Lee Sam-hook ở phút thứ 12. Và Kim thực sự đang gây một áp lực rất khủng khiếp ở cánh trên của bản đồ. Còn đây là pha sứ giả KL mở trước với tình huống móc bỏ neo sát thương dồn vào. Hỏi lại là mục tiêu và anh ta bốc hơi. Hỏi lại còn chưa cuối nhưng vẫn phải lấy bảng điểm số với khả năng dồn sát thương về hướng quá khít. Đến từ Lee Sam-hook, mất một người rồi, liệu KDF có muốn ở lại để có thể tranh cướp hay không? Đây quyết định của họ là bỏ. Không thể ở lại nữa khi không có chiêu cuối của Rakan. Và đây sẽ là sứ giả 2 dành cho Lee Sam-hook ở phút thứ 16. Mức lượng sát thương và lượng hiệu ứng dồn vào pha thiếu tầm nhiệt cũng trúng ba người và tạo ra đúng như Linh nói muôn vàn khoảng trống để Prince sử dụng bản năng sát thủ cũng như là câu giờ với phi hồ và hôn gió. Đây sẽ là sứ giả thả trụ đứng giữa và rất rất đơn giản với con sứ giả để có thể ăn trụ ngay mà thôi. Rồi, đội hình đến từ bên phía của Lee Sam-hook, họ biết rằng nếu như bây giờ đẩy lẻ thì không lại so với găng lăng và lớp lăng của Fed. Thay vào đó họ dùng sức mạnh của tình bạn để có thể di chuyển cùng với nhau và tận dụng những cái mục tiêu ở trên bản đồ để có thể khai thác. Rồng 2 thì được ăn cũng khá là trễ, phút thứ 18 thì mới chỉ có rồng 2, tức nghĩa là con rồng 4 nó sẽ là một khoảng thời gian tương đối là dài, thì đó sẽ là một cái cơ hội để có thể được farm ở hai bên cánh dành cho bên phía của Quang Đông Frick, đặc biệt là con găng lăng này của Kim nè. Chúng ta đã nói đến cái việc mà sát thương đầu ra nó sẽ phụ thuộc vào của mình. Trên farm của hai người chơi đường trên bây giờ đang một cái con số 70 rồi, một con số khá là lớn. Hoi có khoảng trống để anh ta tập trung và anh ta thực hiện được những cái farm ở chủ động thì nhiều khi là KDF mới là người có được ưu thế. Hoàn toàn đồng ý khi mà chúng ta có thể thấy như là đội hình đến từ bên phía của Quang Đông đang tập trung khá là nhiều. Ui, Kai'Sa của Queen bắt đầu di chuyển, 2-1 rồi. Bola băng thì nó chỉ làm chậm mà thôi, nó chưa có cái cục bóng tuyên chiến kích. Đúng, trúng rồi. Bản năng sát thủ áp sát đến từ Prince và nội tại sẽ giúp cho anh ta sát đào thành cầu kìn. Như tôi đã nói, khi mà con Kai'Sa này ở ngoài phút thứ 20 và đây thực sự là một quả bom nổ chậm khiến cho KDF sẽ cần phải đẩy nhanh tiến độ trận đấu hơn một chút nữa. Khi mà Esprit trong tay của Teddy chuẩn bị có cho mình Muramana, nhưng đây là áp lực đến từ Kim. Chưa có Kai'Sa của Pin ở đây và tốc biến dứt điểm đến từ Kim với tình huống đàm phán cuối cùng. Solo kill dành cho đứng trên bên phía của KDF nhưng ta đang bị vây. Có Elim tới đây hỗ trợ, Kim thấp máu rồi Kim bị làm cho Kim bị đánh đập và Kim lên bảng đếm số thủ lối tầm nhiệt nhắm thẳng Elim và năm sát thủ đến từ Prince. Câu trả lời đến từ bên phía của Lee Sam-hook, double kill dành cho đồ. Cũng anh sáng, chưa trúng ai cả. Ngoài cũng không có cơ hội phản công. Phết anh ta lao vào với biến ảnh nhưng ngay lập tức phải giật về. Lee Sam-hook thì họ vẫn đang có nhiều người hơn ở khu vực này. Phết vẫn lao qua tường với biến ảnh, vẫn đang cố gắng rèn dư ở đây. Cọc băng khó chịu, Teddy bị kẹt lại rồi nhưng anh ta có di chuyển của học. Lee Sam-hook quyết định là lùi về, không muốn giao tranh thêm với đối phương nữa khi cái lượng tài nguyên mà họ tiêu tốn trong pha hạ gục hai thành viên bên phía của KDF là khá lớn. Còn bố la băng dành cho Dove nha. Dịch chuyển vừa rồi đến từ Closer để có thể quay lại. Hồi đang bị tấn công, mất đi cho mình đó 1/3 lượng máu. Teddy đã hoàn thành được cho mình đó thần kiếm Uranmana ở trong một cái thời điểm cực kỳ quan trọng. Dịch chuyển đến từ Kim để có thể quay ngược trở lại cùng với những người đồng đội của mình. Điều thấp máu đến từ Croco nhưng anh ta trừng phạt thành công. Trước khi nằm xuống thì Croco ăn được con rồng nguyên tố thứ 3 dành cho các thành viên bên phía của Lee Sam-hook. Và Lee Sam-hook đã có được những thứ gì mà họ muốn. Đó là con rồng nguyên tố để rất gần với linh hồn rồng lửa. Đang bị thiếu đồ hương dành cho một vài những cái vai trò chủ lực dành cho bên phía của Quang Đông Frick. Nó đòi hỏi những cái tình huống nối thùng đến từ Kim phải có cái độ chuẩn xác cao. Trước đó thì anh ta đã làm tốt, nhưng để coi pha thi đấu tiếp theo thì anh ta có còn làm tốt được nữa hay không trước áp lực mở giao tranh rất lớn đến từ đội hình của phía Lee Sam-hook. Mong thành công của là bạn quăng vào hồi lại chết. Hồi bốc hơi nhưng ta kịp đến trước cuối nhưng không thể làm được gì cả. Cái lượng sát thương và hiệu ứng đến từ bên phía của Lee Sam-hook là quá lớn. Phi hồ lao thẳng lên đến từ Closer, Teddy hơi thọt và anh ta bắt buộc phải dùng di chuyển lao về. Tiêu chí kích trúng đến từ vị trí của Prince. Và anh ta quyết định là giữ lại bản năng sát thủ vì dù sao đó cũng là phần sân đến từ bên phía của KDF. Và rất nhiều tài nguyên đã được sử dụng đến từ Lee Sam-hook ở tình huống trước đó nữa. 4 chiêu cuối được sử dụng và hoi lại bốc hơi. Teddy trận này thọt quá. Thực sự Teddy đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong ván đấu này. Anh ta đang bị out 40 CS ở vị trí sát thủ so với lại Prince. Vì một màn comeback rất lực đến từ chàng hoàng tử bên phía của Lee Sam-hook. Còn lại là tiêu chí kích chuẩn xác rồi. Phi hồ hôn gió chuẩn xác. Teddy bị mắc mồ neo và anh ta không được chơi game. 600 tiền dành cho Prince với cái mạng vừa rồi của Teddy. Ván 1 đã không được chơi game rồi. Được chơi game vào khoảng tầm 27 phút thi đấu. Nhưng ở phút thứ 27 anh ta dính một tình huống lao lên của Closer. Và gần như bốc hơi ngay lập tức. Không có giày, Teddy không có giày.
anh ta rất ưu tiên lên những món trang bị để có thể tấn công. Và với việc mà tốc độ di chuyển cực kỳ chậm như thế này thì đó là một đúng xử lý rất là tốt, chấp nhoáng đến từ Closer để có thể áp sát tấn công vào người của Teddy. Và như đã nói, Teddy cũng không có thanh tẩy và anh ta không có cơ hội để có thể đào thoát khi mà có được những cái độ chuẩn xác rất là cao đến từ cái pha áp sát vừa rồi của Closer. Rồng lửa, linh hồn rồng lửa đang thuộc về cho bên phía của Lissamoff. Để coi cung ánh sáng đến từ Teddy có tạo nên cái điều kỳ diệu nào đó hay không đây. Không có tầm nhìn nha, không có tầm nhìn vắn luôn. Teddy quyết định là buông bỏ. Thực sự là ván này Teddy đang gặp rất nhiều khó khăn, đồng ý là anh ta không có giày và cái tốc độ di chuyển của Espril, kể cả là anh ta có di chuyển của học thì cũng không thể thoát được khả năng tiếp cận đến từ Closer. Đó là Teddy và sau đó là linh hồn rồng lửa. Thời điểm hiện tại Prince gặp nguy hiểm rồi. Prince anh ta mất luôn cho mình giáp thiên thần Kael, cố gắng bảo vệ đồng đội, cướp xăng thành công đến từ Elim, nhưng anh ta ngay lập tức biến mất khỏi bản đồ với khả năng cover tốt đến từ ba thành viên còn lại bên phía của Lissabon. Một đổi một, mất rừng đến từ KDF. Ở bên này thì mất hỗ trợ, vẫn là ưu thế dành cho bên phía của Lissabon trong pha đổi trang vừa rồi, khi KDF sẽ không thể nào tràn ra Baron được. Đến từ Lissabon ở khu vực này tiến ra thì sẽ cần phải đi theo đội đến từ KDF. Một thành viên nào đó đi ra mà dính móc mòn heo của Kael thôi thì cái kịch bản ở trong những tình huống bắt hè nó sẽ lại diễn ra như vậy. Cái lượng hiệu ứng và cái lượng sát thương chồng vào đến từ Lissabon trong những pha xử lý của họ như vậy là cực kỳ vượt trội. Đây là pha mở Baron luôn, tốc độ ăn Baron là khá nhanh, lưng hồn dầu lửa kết hợp với con Kai ra 4 món trang bị. Hỏi kích tốc nhưng anh ta lại là mục tiêu, anh ta lại biến mất trên bản đồ rồi, anh ta không kịp mua gì cả. Chết chạy đến từ hỗ trợ bên phía của KDF. Đây tiếp tục sẽ là tình huống Rush Baron đến từ bên phía của Lissabon mà thôi. Elim tiến vào, anh ta không dính móc vào neo nhưng hỗn gió chính xác đến từ vị trí của Closer. Elim anh ta làm mọi thứ để bỏ chạy. Với tình huống tuyệt mạnh của mình, Kim cố gắng để có thể dây dụ, anh ta cũng đã phải đầu tư tốc biến cộng bằng khó chịu đến từ Closer. Hỗn gió tốc biến đến từ Closer và Kim sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi. Địa mạng cũng dành cho Croco, 3 mạng dành cho bên phía của Lissabon và họ hoàn toàn muốn kết thúc vòng đấu trong tình huống này. Dứt điểm được hay không? Queen vẫn đang còn cái phép bổ trợ của anh ta để có thể hội ngộ cùng với những người đồng đội của mình. Lần về nhà này anh ta muốn xài tiền, một kiếm răng cưa đã được hướng tới. Cái khả năng mở giao tranh vào follow up đến từ bên phía của Lissabon là quá khủng khiếp. Thậm chí là Queen đầu tư luôn cho mình đó bản năng sát thủ để có thể áp sát và sử dụng cái lượng sát thương vượt trội đến từ Kai'Sa của anh ta. Bùa lại Baron đang thuộc về bên phía của Lissabon và họ đang muốn dứt điểm bản thi đấu thứ hai này. Một gió lại trúng đến từ Closer rồi và thôi sao, cứ hồn là trúng thế này thì đỡ làm sao được bạn ơi. Lissabon đặt tràn vào để dứt điểm, hai trụ bảo vệ nhà chính đặt đi bắn trong tuyệt vọng và Prince hạ không tiện đi. Double kill, triple kill dành cho vị trí của Prince. Và đây là lời khẳng định dành cho chàng hoàng tử vừa mới trở lại của Lissabon với chiến thắng 2-0 ngày hôm nay trước KDF.